Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lays giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Mình cũng không biết được là mình có phải là người đầu tiên đem cái dòng nhạc trill này về Việt Nam hay không. Nhưng mà những người bạn hàng nghe nhạc của mình thì đem đặt cho mình một cái biệt danh là Thợ Khoan. Thì mình cũng không biết là tại sao, nhưng mà nghe nó vui. Bẵng đi một thời gian thì mình lại nghe tin là rap Việt mùa 2 là mùa cuối cùng và sẽ không có một rap Việt nào nữa. Mình quyết định là mình sẽ trở về Úc đi chơi với gia đình. Mình vừa về được 1 tháng, 2 tháng gì đấy thì lại có tin của Rap Việt mùa 3. Thì quản lý của mình gọi cho mình bảo là: "Thầy, Rap Việt mùa 3 chuẩn bị rồi, quay về để casting." Thì mình cũng không biết là mình có nên hay không, tại vì có vẻ là chi phí nó hơi cao đối với mình. Biết đâu được, có thể là cơ hội mình mua vé mới và mình bay về đây. Xin chào Rap Việt, mình là Richie D.I.C. Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Úc. Richie sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 17 tuổi thì mình có quyết định sang Úc du học và sinh sống. Sau 8 năm mình quay về Việt Nam để thăm gia đình và quê hương. Vào đúng cái thời điểm đó thì đợt dịch Covid diễn ra và mình bị mắc kẹt ở Việt Nam trong vòng 2 năm. Nhưng mà đối với mình thì đó như là một cái sự may mắn. Trong vòng 2 năm mà mình bị mắc kẹt ở Việt Nam, mình lại tập trung vào làm nhạc, hip hop là cái đam mê của mình. May một điều là khi mà mình ra cái bản debut đầu tiên, mọi người biết tới mình qua cái sản phẩm đó. Mình cũng không biết được là mình có phải là người đầu tiên đem cái dòng nhạc trill này về Việt Nam hay không. Nhưng mà những người bạn hàng nghe nhạc của mình thì đã đặt cho mình một cái biệt danh là Thợ Khoan. Thì mình cũng không biết là tại sao, nhưng mà nghe nó vui. Và trong vòng 2 năm đó ở Việt Nam thì mình có theo dõi Rap Việt mùa 2. Mình cảm giác như Rap Việt mùa 2 như là một cái cơ hội và sân chơi cho những anh em rapper ở Việt Nam. Thì mình nghĩ đơn giản trong đầu thôi là mình thích nó và mình nghĩ là mình cũng muốn tham gia nó. Sau khi chương trình Rap Việt mùa 2 kết thúc, mình được những người bạn cũng động viên mình là nên tham gia để thử sức mình với những người anh em. Mình cũng nghĩ là tham gia thử đi biết. Nhưng mà bẵng đi một thời gian thì mình lại nghe tin là Rap Việt mùa 2 là mùa cuối cùng và sẽ không có một Rap Việt nào nữa. Mình quyết định là mình sẽ trở về Úc đi chơi với gia đình. Mình vừa về được 1 tháng, 2 tháng gì đấy thì lại có tin của Rap Việt mùa 3. Thì quản lý của mình gọi cho mình bảo là: "Thầy, Rap Việt mùa 3 chuẩn bị rồi, quay về để casting." Thì mình cũng không biết là mình có nên hay không, tại vì có vẻ là chi phí nó hơi cao đối với mình. Nhưng mà sau một đêm suy nghĩ thì mình nghĩ là biết đâu được, có thể là cơ hội mình mua vé mới và mình bay về đây. Chỉ biết là về thử với anh em vui thôi. Cuối cùng thì kết quả rất là bất ngờ. Yeah, you can see me here. Cái lượt này thì thực sự là nó đi theo Richie xuyên suốt khi mà Richie ra ngoài. Chỉ là đơn giản là chỉ để giúp Richie làm tóc cho nó xù hơn thôi, cho nó đẹp hơn thôi. Chứ thật ra cũng không có công dụng gì nhiều. Thì để cho nó đẹp là chính. mấy người bên nước ngoài á, mà hay để cái đầu này á, thì họ hay gắn cái lược ở trên á. Thì chị thấy nó cũng công dụng, nên là mình để đây coi như là chống được cái chỗ trong túi của mình. Cần dít tóc ra thì nó rất là tiện, mình chỉ cần cầm ra và dít thôi. Đơn giản mà, yeah. Hiện tại đa số tất cả những bài hát của Richie thì thường là tiếng Anh, có thể pha bên tiếng Việt. Đôi khi có những bài là tất cả đều là tiếng Anh hết. Tại vì mình sử dụng tiếng Anh có vẻ là nó quen thuộc hơn rồi. Không phải là giỏi, quá giỏi về tiếng Anh hay là quá dở về tiếng Việt. Nhưng mà khi mà viết một bài nhạc thì mình feel vào tiếng Anh nó lại nhanh hơn là tiếng Việt. Nhưng mà tham gia vào Rap Việt kỳ này, bản thân mình đặt cho mình một cái áp lực, đó là viết nhạc đa số bằng tiếng Việt. Tại vì Rap Việt cho người Việt thì mình sẽ cố gắng viết tiếng Việt nhiều nhất có thể. Nếu được mình sẽ viết tiếng Việt hết luôn. Nhưng mà nếu không thì sẽ gian lận tí một hai câu tiếng Anh cho có, cho vui. Mình làm như vậy là cũng muốn khán giả hiểu được những gì mình đang nói, biết được là mình vẫn là người Việt Nam. Và đây sẽ là một bản trill không gangster và rất là thuần Việt do Richie D.I.C. sáng tác. Các bạn hãy đón xem nha. Yeah. Rap Việt mùa 3 2023 xem sớm nhất trên ứng dụng Vion và 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Channel.